Albanese hoàn toàn thoải mái và vui vẻ như một du khách đang thưởng thức ẩm thực địa phương. Trưa 3 tháng 6 năm 2023, chuyên cơ chở Thủ tướng Úc Anthony Albanese và đoàn đại biểu Úc đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 4 tháng 6 năm 2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ngay sau khi hạ cánh, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đến thăm trường đại học RMIT và ăn trưa tại một quán ăn khu phố cổ Hà Nội. Tại đây, ông cùng các cộng sự đã thưởng thức món bánh mì truyền thống Hà Nội và bia hơi, thức uống quen thuộc của người dân thủ đô trong những ngày hè nắng nóng. Thưởng thức bữa trưa đậm bản sắc Hà Nội cùng lời giới thiệu về ẩm thực Việt của đầu bếp Sam Trần, người đã tu nghiệp gần 10 năm tại Úc, Thủ tướng Anthony Albanese nói bánh mì Việt Nam rất ngon và uống bia trong tiếng hô của những người dân thủ đô đang có mặt tại quán. Khen ngợi ẩm thực Việt Nam với những món ăn đa dạng, độc đáo, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng ăn thử món lạc luộc, chả cá, ba chỉ lợn nướng và đậu tẩm hành. Tất cả đều đem lại trải nghiệm bất ngờ cho vị Thủ tướng Úc. Vui vẻ cùng cộng sự về những cốc bia và chiếc bánh mì Hà Nội như những người dân thủ đô, Thủ tướng Úc cho thấy sự kết nối giữa hai nước ngày càng trở nên chặt chẽ hơn, thân thiện hơn. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Anthony Albanese tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức và chỉ 2 tháng sau chuyến thăm cấp nhà nước của toàn quyền Úc, thể hiện sự coi trọng của Úc trong quan hệ với Việt Nam. Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Úc Anthony Albanese sẽ hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng Úc Anthony Albanese sẽ đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, giao lưu với đội bóng đá nữ U20 Úc và đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Úc Anthony Albanese từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 4 tháng 6 năm 2023 sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, giáo dục, công nghệ, biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam và Úc.